Hello, xin chào tất cả anh em ạ. Tiếp tục với series đồ game, đồ xe của game Need for Speed. Mình là Trick đây, và nay mình sẽ đổi chiếc Porsche chiếc 11 GT3 RS. Đây là bản trường đua. Bản trường đua này như bản trường đua hay là có bản thương mại không cũng rõ này. Nhưng mà thấy mình biết bản mấy cái bản có bộ khung cái này rồi ST nó hay bảo trận đua hơn. Ok mọi người cùng nhìn sơ qua chiếc xe của mình nha. Đây, ngồi nắp của nó là như này này, cặp mâm ring quá đẹp luôn. Ok đấy, đích xe này này, phía sau của xe này đó. Rồi, mấy chiếc Boss này thì nó kiểu như hơi ngắn ngắn tí, hai chỗ mà hai chỗ, nhưng mà em nghĩ nó kiểu ngắn ngắn nhỏ con, kiểu nó tinh gọn mất. Ô bộ đèn quá đẹp luôn. Ok bây giờ mình lại đổ thử bumper front, tôi bumper phía trước cả trước cái đầu xe thay gì đây, riêng là nó như này ha, riêng là đẹp rồi nè. Này cục của hãng Boss, cái này kiểu như nó cái chỗ này nó rộng hơn, nhìn nó có vẻ ok. Cái này riêng cái này nhìn nó hơi ngáo ngáo. Này nhìn nó cũng đẹp nhưng mà không có cái dãy đèn led chỗ này. Cái này sao, cái này kiểu bản trường đua luôn rồi, cái này xấu quá. Cái này sao, cái này là bản độ của bản riêng. Riêng là carbon nó lên như thế này luôn. Còn cái của Speed Hunter này thì nó thay đổi chỗ nào, đây nó thêm cái khúc dưới này, và chỗ này là cái phần nhựa của nó lắp đậy này luôn. Cái này đẹp nè ha. Thì mình thích cái này, nhưng mà kiểu chỗ cái miệng này nó rộng này, cái xe bớt ngáo hơn, nhưng mà nó không có đang đút nhiều cho nên mình nghĩ thôi mình chọn cái dưới này đi. Như thế này thì nhìn tổng thể xe nó sao, nhìn nó vẫn cứ ngáo ngáo sao. Mà nhìn là kiểu như nó bóng bãi ha, đèn đúc rồi bóng bãi các kiểu. Liền nếu để chọn cái bản đồ này thử sao, bản đồ như này thì nhìn cái xe nó kiểu như bất ngáo hẳn, là nhìn nó kiểu như nó hùng hơn, hàm mố hơn ha. Cũng đẹp đấy, nếu mình chọn như thế thì sao, nhưng mà thôi cứ chọn cái ngón áo này đi, cho nó ra bốc 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 chọn ngón áo này đi. Đấy, cái splitter là chọn cái nào, riêng là không có gì nè. Đấy, thêm thấy khúc dưới này nè, split hunter thì nó ủa mắc rồi à, đấy nó bị lag, riêng là đang dưới này, split hunter thì sao. Đấy, nó thêm cái miệng này với lại cái vòng chỗ này đây. Ok cũng được, nó chọn thử cái này đi. Vì cái đầu xe nó hư ngáo nên mình chọn thử cái bất ngáo. Còn cái này cái miệng nó cong nhìn lên này thì nó ngáo hơn. Ngáo hơn nữa. Headlight ring là như này, xanh này. Sáng này. Riêng màu khó khó này, chọn xanh trong sáng như này đi. Ok, fender thì nó không có thay đổi gì nhiều. À có nè, cái cũng của độ của hãng Porsche luôn, thì nó không có hạ khắc độ ha. Đấy, có không có speed hunter hay là mấy cả khắc độ nhiều trong game này. Đây, cái này là nhô lên, nó đưa lên nè, cũng giống như thế nhưng mà nó đưa lên. Còn cái này thì sao, cái này nó đưa ra khóc nè. Mình cũng không được đẹp, nghĩ mình là mình chọn cái này đây, nó đưa lại gì nữa, phiếp phiếp đi. Trim à. Đấy, GT3 RS luôn này. Gắn thử thử. Gắn thử thử. Ok.
Cái size skirt này thì riêng như thế này, chúng bây giờ mình sẽ này mình để từng độ voi nên giờ mình cũng biết cái này là cái ring nên bởi vì nó cũng đều của hắn boss hết. Cái này thì gì đó sao mình không thích lắm. Với cái này đi, gọn đẹp mà. Cái này thử đi cũng thấy đó. Nó nhô cái này ra, đưa cái này ra. Ồ, hấp gió. Hấp gió lại kiểu như cái này nó nhô lại mạnh mẽ hơn thì phải. Đấy. Còn này sao cái này nó nở được cả khúc luôn. Mình nên thay đổi một cái. Ring là như thế này, cái này có cái này. Đưa cái này lên và đưa gần sóng cái này lên. Đưa bẻ cong lên khúc nè. Đấy. Cái này thì đưa hút mà lấy cái đạo trọng này cho mạnh mẽ mình đang đồ cho nó khác mà. Chân lai đèn ring của nó đẹp rồi mình không lấy mình sẽ không thay đổi gì đâu. Thay đổi không cần thay đổi đâu. Để như này thôi. Biển số hả? Ok, biển số chiếc rồi. Bởi là hay cánh gió riêng của nó như thế này. Phía dưới này thay đổi gì mà nó to hơn à? To hơn hay thì cũng thế. Nhưng nó to hơn một tí. To hơn hay nó lật lên phải. Lật lên nó thay đổi chỗ này nè. Cũng có hẳn boss luôn thì. Cái này là loại carbon hết luôn ha. To hơn đấy. Của AR thì sao? Có chỉ có kính gió là có gì hẳn đổi chứ Ultimate thì chuyện nó lại ngáo. Ngáo hay là nó cắt bớt. Nhìn nó, nó nhu thêm khúc nữa hả? Spoiler này nhiều quá không biết chọn cái nào. Cái này thì nhìn nó sao ta? Ồ nhìn nó cũng đẹp ha. Nghĩ chọn của hẳn boss đi. Họ đã đổ rồi thì mình lấy đồ họ mình đổ thôi. Không cần là chọn mấy cái ngò này cũng được. Giờ mấy ngò này không biết hợp hay không. Giờ mình phải không biết hợp hay không. Mình cứ lấy của hẳn boss đi. Nó đang đẹp mà. Difficulty riêng là như thế này à? Mà có thể đổi gì không? Gắn thêm ba đồ kiểu pseudo như thế này thì không lỏng lẻo sao. Không có gì đặc biệt. Bumberia đi xe có gì thay đổi không? Ồ này, cái đang tấm như thế này à. Đi cái đang tấm dương như thế này. Cái này thì nó nhu ra nào á. Cái gì cái xe nó hung rõ hả? Cái đèn nó cũng đẩu luôn nè. Đèn hậu nó cũng thay đổi luôn. Nó nhìn một chữ khác biệt hoàn toàn. Đó. Có lưới này nọ luôn. Đây. Dưới này thì sao? Ồ dưới này thì máy nhìn nó kinh hung lắm. Dưới này liền nữa. Kể như Transformer ấy. Nó quá kinh khủng luôn nè. Quá hung luôn. Xe này ai đi còn sao dít bụng một khiếp luôn. Ok khó chọn ha. Nếu mà đẹp vừa phải thì cái này riêng là đẹp rồi. Nếu mà thích thể thao tí thì chọn cái này. Mà thích thầm hố thì chọn luôn cái này. Chọn này bơm ra xa coi rồi. Này đi mà sao trong diện cũng đẹp ta. Nhìn hai cặp mắt nó kiểu cũng ngu ngu tí. Ok để mình thử lại cái đích xe cái cuối cùng thử. Riêng này ha, riêng này hơi hiền. Này hơi ngầu. Cái này lại kinh không ra. Cái đích gì này nó không còn chiếc quốc chơi bình thường. Nó nhìn nó khiếp hiện luôn. Khó chọn quá, cái nào cũng đẹp này. Cái này cũng đẹp. Cái này cũng đẹp nhưng mà trên này là mang thêm cái tí này nọ, tí xương cá. Cái lỗ tí này đẹp. Có thêm GT3RX nữa đẹp. Tôi nghĩ mình chọn cái này thử đi. Ok
này nó nhô phần dưới ra, cái này nó nhô phần này ra. Ừ, tắt nhạc rồi. Boring rồi đó nè, ấy ông xã nó ring như thế này. Nhu lên khúc đi, ring lên là như thế này, cho nó nhu lên đi cho biết. Cặp mâm này càng dị độ nữa, ta mâm quá đẹp rồi càng dị độ nữa. Không có gỗ hẳn boss luôn nè, boss như này cái màu này hơi xấu rồi. Cái này khác gì không? Không, khác màu nè. Thay đổi màu sơn được không? Càng đổ lại cái mâm này em ta. Cái đang đẹp và càng đổ là không? Mà thích khác biệt thì đổ thử đi. Này có cái mâm BBS nào không? Cosmic thì sao? Cosmic có cái mâm này đẹp. Còn phía dưới này thử. Cái xuống dưới cùng nữa. Quốc này mâm nhiều loại quá, khó chọn quá. Mâm nó nhìn cũng đẹp nhưng mà nhìn nó cũng hơi thường. Này cái này đẹp này giống mà bay bắt muốn tên AB. Mâm này nhìn cục kim cương à. Winston còn cái nào đẹp không? Là ở dưới mình mới thấy cặp cái Westerner tương đối đẹp. Cái này thì sao nhỉ? Được nhưng mà nhìn nó hơi bấm manh à. Nếu mà mình bấm là xa rồi sao? Nhìn nó cũng được ha. Cái này thì sao? Cái này thì cũng phong màu cũng khó phối. Lại bài nhạc buồn đảo nhạc tiếp. Ok bài này nghe hay nè, buồn buồn thấy cũng hay. Cái này em đẹp mà, còn phía dưới còn nào đẹp không? À, lấy cái này đi. Nhỏ to lại hết cả. Kéo sáng lên. Bít tan nó màu sáng. Mình thích cứ trắng thì cho được đẹp. Mình mâm nằm mình thích màu trắng. Bánh xe kém dưới Deep One đây đáp lại nè. Phần riêng là phần riêng là bot nè bé của Nick for Speed, game Nick for Speed đây. Gắn cái của cái Nick for Speed này thử đi. Đẹp đây, đẹp hả? Bớt cũng được. Mâm ring màu trắng, mâm ring như này kiểu như nó đẹp mà như nó hơi hiền. Không ra xe đua tí nào vậy. Là cái màu đen
Bài này buồn quá, làm tâm trạng mình cũng đi theo buồn theo. Đổi bài đi. Bài này ok. Đi phần heo với heo màu đỏ. Ok, cánh riêng của nó đang như thế này à. Nó này sao, đâu có carbon hả, không có gì thay đổi. Carbon hả, carbon cũng đẹp. Thật lạ thì mình thay cái này được. Nhìn nó sao tổng thể nó hả. Thay này nhìn tổng thể nó vip liền hả. Riêng carbon thay cái này nè, thay như này quá đẹp luôn. Nghĩ mình gắn cái kính đó đi hút. Riêng không có gì nè, cũng độ vào hơn boss luôn. Thêm hai hấp gió, cái này đúng cái xe đua luôn. Ok, mình lấy cái này đi bíp. Boomer Pro nãy đầu tiên mới vô đỡ là ok. Nó đột xong rồi, nên mình sẽ đổ màu sơn thử. Này đang màu xanh nè. Cái này là màu màu xi măng, màu lũng trục, màu này đang hốt nè. Trắng này hơi chói. Còn màu nào đẹp ta? Chỉ nó qua metal đi. Không lấy về lại màu đỏ. Bốt cho màu đỏ sao hả? Ta này màu màu bạc metal ha. Cái việc mà sơn xe lúc nào nó cũng khó. Má màu này ra đường là đổi luôn ấy. Màu này dành cho mấy chị em đi. Anh nào thích đi vẫn được. Đẹp mà. Thôi chắc cho màu đỏ đi. Vì theo mình nghĩ màu đỏ là màu đẹp nhất. Hay là màu đen. Má chiếc bot màu đen này dễ gì thay gặp chiếc bot màu đen ta. Hot. Chắc mình chơi đen thử luôn quá. Đen hay đỏ, đen hay đỏ. Khó chọn quá ha. Đen viết, chơi nó đỏ thì nó đậu đậu tí đi. Đen hồi đi. Đen thì nó không thấy góc cặp được gì. Nhưng góc có thua nhưng mà nó đẹp. Kiểu hầm hố. Ok, mình cần thay đổi gì nữa không? Người cùng nhìn sao biết xe của mình nhỉ. Dán đề can thử cái nắp cabo cho nó nổi cái phần này lại thử. Ok, chỉnh màu nó lại nè. Cho nó bóng lên. Màu trắng nè, cái này đang màu trắng. Trắng nhìn có sao mà. Trắng nhìn hơi kỳ quá. Trắng nhìn hơi cũng được, nhìn hơi lúa lúa tí. Để mình chỉnh lại màu bạc đi. Chà lộn lại, kéo nó nhỏ lại. Quá đẹp, quá đẹp. Mình thấy chiếc nào đi với màu đỏ, mình kết hợp với cái này màu bạc màu nhôm như thế này. Mà mình nghĩ nó hợp với nó rất đẹp.
Theo mình thì như thế, không biết mọi người sẽ thích như thế nào. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Này mình dán sơ nắp cái vô thôi, không cần dán này nè, tùy anh em thôi. Ok, mình cần xem sơ lại đít xe này. Đấy, nội thất. Đầu xe này ha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Mình đã đổi xong chiếc Porsche GT3 RS 911 GT3 RS. Ok, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Mong mọi người sẽ ủng hộ thêm chiếc kênh của mình nhé. Mình tắt clip tại đây. Mình sẽ đổi chiếc xe tiếp theo cho mọi người coi ha. Xây lại. Ok, bye bye mọi người.